Chào anh em, mình là Duy đến từ DS Watch. Và hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Federquist Công Tanh. Một chiếc đồng hồ có mã là FC718. Và chiếc FC718 này là một chiếc FC có chức năng One Time. Đó, như anh em có thể nhìn thấy ở viên ngoài là biểu thị 24 thành phố, biểu thị cho 24 múi giờ trên thế giới. Và thứ hai đó là ở vòng tròn thứ hai biểu thị 24 giờ trong ngày. Đấy, lòng thứ hai biểu tượng 24 múi giờ trong ngày. Và một nửa là màu xanh, một nửa là màu trắng biểu thị cho lịch ngày và đêm. Và lòng vân thứ ba thì anh em có thể thấy là một bản đồ thế giới thu nhỏ được thiết kế một cách rất tỉ mỉ, kỹ càng. Đó, như anh em có thể nhìn thấy. Và bản đồ thu nhỏ này được đặt trên một sub dial có mặt vân trải tia sunburst cực kỳ đẹp và cực kỳ cuốn hút. Và chức năng này có cả lịch ngày. Đấy, anh em có thể nhìn thấy ở ô lịch nhỏ này biểu thị 31 ngày. Đó, chiếc FC718 này thì đi kèm với lại một bộ dây da cá sấu thủ công, chất lượng cực kỳ tốt. Và kèm theo đó là một chiếc khóa khiên mang logo của Federquist Công Tanh. Chiếc khóa này thì khá là dễ sử dụng. Đó, anh em sẽ chỉ cần phải giật ra và ăn vào. Đó, anh em sẽ mở ra và rồi cho dây vào cữ nào mà vừa tay anh em, sau đó đóng lịch và chúng ta gập vào. Chiếc FC718 này thì có bộ máy là bộ máy FC718 Manufacture, với một bộ máy Manufacture đầu tiên của hãng. Và anh em có thể nhìn thấy thông số ở trên mặt đáy của đồng hồ FC718 X4H4 One Time Manufacture, tên bộ máy và chức năng của chiếc này. Tiếp đến là Sapphire Crystal, là kính Sapphire 5 ATM. Chiếc FC này có thể chống nước 5 ATM. Thì anh em có thể sử dụng nước sinh hoạt bình thường, Squid Made Federquist Công Tanh. Đó, chiếc máy này thì chiếc FC này thì sử dụng bộ máy FC718 Manufacture của hãng, với thiết kế bộ máy cực kỳ tinh xảo và khá là bắt mắt cho những anh em nào đam mê bộ môn ngắm nghía những cái em hở mông hở vai, thật sự là khá là đẹp. Và chất lượng thép của chiếc FC này thì nhìn chung thì quá là tốt so với tầm giá. Núm chỉnh giờ, như anh em nhìn thấy, núm chỉnh giờ hình quả quýt và được khía rất là tinh tế. Chiếc FC này thì có cây size là 42mm và chiều dài lắc tu lắc có thể lên đến khoảng 49-50, thì sẽ dành cho những anh em nào có cổ tay từ 16,5 trở lên. Chiếc FC này thì có giá retail khá là cao, lên đến sấp xỉ 110 triệu. Tuy nhiên tại DS Watch thì sẵn một chiếc, hàng đã qua sử dụng. Tuy nhiên thì bộ dây và máy khá là đẹp, như anh em nhìn thấy không có một vết xước nào cả, có những một vài vết xước lông mèo thì không đáng kể. Cho những anh em nào thích độ zin thì chúng ta có thể đeo luôn mà không lo về chất lượng. Giá chiếc hàng cũ này thì chỉ bằng sấp xỉ 1/3 của giá retail. Nếu anh em nào muốn trải nghiệm những cái mẫu giá retail cao mà không đủ kinh tế thì anh em có thể liên hệ DS Watch với rất nhiều những mẫu hàng đã qua sử dụng với mức giá khá là dễ chịu, sẽ chỉ cho anh em chức năng One Time. Bây giờ mình sẽ chạy cái chức năng này về múi giờ Bangkok. Nó sẽ chung với múi giờ của Việt Nam. Và hiện tại thì ở Bangkok thì nó sẽ là 10 giờ. Mình sẽ chỉnh về lúc 10 giờ. Tôi sẽ chỉ chỉnh gọi là cơ bản để cho anh em biết
Đó, đây. Như hiện tại Bangkok sẽ là 10 giờ thì Tokyo sẽ là 12 giờ. Đó, sẽ chênh với chúng ta 2 tiếng. Anh em có thể biết được, xem qua để tìm hiểu về chức năng và biết về chức năng. Nấc thứ nhất thì anh em có thể chỉnh được múi, được giờ thành phố. Đó, anh em có thể nhìn thấy các ô ngoài thành phố đã nhảy. 24 thành phố biểu thị cho 24 múi giờ trên thế giới. Và anh em xoay theo chiều kim đồng hồ, anh em có thể nhìn thấy tay tôi, thì anh em nhìn để ý là ô lịch ngày nhảy. Thật sự là anh em sẽ lên tay trước này và chỉnh. Thật sự là quá mượt. Và nấc thứ hai thì anh em để chỉnh ngày, ngày và giờ. Anh em nhìn đấy. Đó, giờ ban ngày, ban đêm nó sẽ chạy. Anh em sẽ chỉnh đúng 24 múi giờ để cho cái ô lịch đen, xanh và trắng này nó có thể biểu thị đúng ngày và đêm. Đó, chiếc FC718 này thì có mức giá retail là 100, sấp xỉ 110 triệu. Và DS Watt có một chiếc qua sử dụng với mức giá chỉ bằng 1/3 thôi. Anh em có thể nhanh tay để liên hệ đến DS Watt để biết giá cả và thông tin chi tiết sản phẩm. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em đã ghé xem.